Bản tin COVID-19, ngày 2 tháng 1 năm 2022. Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Vĩnh Long có 234 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.280 trường hợp nghi nhiễm. Cụ thể, 678 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại thành phố Vĩnh Long, 92, huyện Long Hồ, 165, huyện Mang Thít, 48, huyện Vũng Liêm, 78, huyện Tam Bình, 112, huyện Trà Ôn, 55, thị xã Bình Minh, 62, huyện Bình Tân, 66, 05 trường hợp ở khu cách ly tập trung tại huyện Trà Ôn, 230 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, 3, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long, 5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, 14, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, 4, Trung tâm Y tế Mang Thít, 21, Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, 2, Trung tâm Y tế Tam Bình, 170, Trung tâm Y tế Trà Ôn, 11. Tổng hợp tình hình COVID-19. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, tỉnh Vĩnh Long có 1.223 trường hợp đã công bố và 1.280 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong số các ca đã công bố, số mắc ở trong tỉnh 1.215 trường hợp, tại thành phố Vĩnh Long 114, Long Hồ 431, Mang Thít 272, Vũng Liêm 78, Tam Bình 11, Trà Ôn 3, Bình Minh 174, Bình Tân 132. Số mắc người từ ngoài tỉnh 08 trường hợp được phát hiện tại thành phố Vĩnh Long 7, Long Hồ 1. Số F không cách ly tại nhà 990 trường hợp, cộng dồn 1.859 trường hợp. Số F1 cách ly tập trung 09 trường hợp. Số F1 cách ly tại nhà 640 trường hợp, cộng dồn 1.418 trường hợp. Số ca điều trị khỏi trong ngày có 298 trường hợp, cộng dồn 734 trường hợp. Số ca tử vong trong ngày 16 trường hợp, cộng dồn 32 trường hợp. 367 trường hợp là F1 được cách ly tại nhà trước đó tại thành phố Vĩnh Long 66, huyện Tam Bình 198, thị xã Bình Minh 84, huyện Bình Tân 19. Thông tin các trường hợp tử vong. Trường hợp 1, bệnh nhân nữ, 62 tuổi, địa chỉ Bình Minh, tử vong tại bệnh viện dã chiến số 4. Trường hợp 2, bệnh nhân nam, 90 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Trường hợp 3, bệnh nhân nữ, 73 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Trường hợp 4, bệnh nhân nữ, 80 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Trường hợp 5, bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long, được chuyển từ trung tâm y tế Long Hồ. Trường hợp 6, bệnh nhân nữ, 54 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trường hợp 7, bệnh nhân nam, 56 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trường hợp 8, bệnh nhân nữ, 63 tuổi, địa chỉ Bình Tân, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long, được chuyển từ bệnh viện dã chiến số 5. Trường hợp 9, bệnh nhân nam, 64 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long. Trường hợp 10, bệnh nhân nam, 66 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long. Trường hợp 11, bệnh nhân nữ, 64 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long, được chuyển từ bệnh viện Phổi Vĩnh Long. Trường hợp 12, bệnh nhân nữ, 87 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long, được chuyển từ bệnh viện Y Dược Cổ truyền Vĩnh Long. Trường hợp 13, bệnh nhân nữ, 87 tuổi, địa chỉ Trà Ôn, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long. Trường hợp 14, bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ thành phố Vĩnh Long, tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trường hợp 15, bệnh nhân nữ, 82 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại nhà. Trường hợp 16, bệnh nhân nam, 57 tuổi, địa chỉ Long Hồ, tử vong tại nhà. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Số tiêm trong ngày, không đối tượng, cộng dồn 1.605.347 mũi tiêm. Số đã tiêm mũi 1, 770.511 đối tượng, tỷ lệ 99,9%. Số đã tiêm mũi 2, 748.465 đối tượng, tỷ lệ 97,3%.
Số đã tiêm mũi nhắc 54.256 đối tượng, tỷ lệ 7,06%. Số đối tượng tiêm mũi bổ sung 32.115 đối tượng. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Số tiêm trong ngày, không đối tượng, cộng dồn 177.344 mũi tiêm. Số đã tiêm mũi 1, 91.093 đối tượng, tỷ lệ 99,35%. Số đã tiêm mũi 2, 86.263 đối tượng, tỷ lệ 94,08%.